Welcome to Andy Quiz Show. Show. Andy Quiz xin hân hạnh kính chào tất cả quý vị khán thính giả của hệ thống truyền hình VBS. Hôm nay đến với chương trình Tài Năng Trẻ, rất là vui và cũng rất là hân hạnh được tiếp chuyện với một nữ ca sĩ. Cô mang một trái tim Việt Nam, tuy cô không phải là người Việt Nam chính gốc, nhưng hôm nay xin hân hạnh giới thiệu đến quý vị nữ ca sĩ Helen Alina Lubetz. Chào Helen. Helen xin kính chào anh Andy Chris và cũng xin kính chào quý khán giả của đài VBS và chương trình Andy Chris Show. Thank you. Xin cảm ơn Helen. Khi mà giới thiệu đến Helen thì Andy Chris cũng rất là băn khoăn, hơi suy nghĩ một tí xíu, là tại vì ít khi được tiếp chuyện với một nữ ca sĩ trẻ đẹp, rất là duyên dáng, xinh xắn, và đặc biệt cô không phải là người Việt Nam nhưng mà cô mang một cái tâm tư cũng như là một trái tim của người Việt Nam. Cô hát tiếng Việt và nói tiếng Việt. Hôm nay thì Helen đến với chương trình của Tài Năng Trẻ Andy Chris Show hôm nay, đó là một cái điều rất là vui. Được mời được Helen đến trong cái show ngày hôm nay, và đặc biệt là anh em mình sẽ trò chuyện với nhau những cái tâm tư, những cái sinh hoạt văn nghệ của Helen, đặc biệt nhất là cho cộng đồng người Việt Nam. Thì mời Helen có thể giới thiệu những cái chương trình hoặc là những cái show mà Helen đi sinh hoạt gần đây trong cộng đồng Việt Nam. Tháng 3 Helen có một cái show sắp tới. Một cái show ở bên Denver, Colorado, ở tại club V2 Club, hát chung với ca sĩ Cao Thái Sơn. Helen nói đến Cao Thái Sơn thì Helen biết là Cao Thái Sơn là một ca sĩ trẻ đến từ Việt Nam, đúng không? Có dịp nào Helen đã gặp Cao Thái Sơn chưa? Chưa. Đây là lần đầu. Lần đầu tiên. Cái dịp nào thì Helen bắt đầu hát nhạc Việt Nam? Hồi lúc Helen ở học trong trường high school. Ở tại Mỹ. Helen sanh đẻ ở bên Mỹ. Cũng ba mẹ của Helen cũng sanh bên Mỹ luôn. Cho nên Helen đi học high school. Helen gặp mấy bạn Việt Nam rất là tốt với Helen. Cho nên Helen muốn tập phong tục Việt Nam. Lúc đó Helen tập vài bài hát song ca. Rồi có người bạn mời đến đám cưới. Helen hát bài song ca. Khách rất là thích. Cho nên Helen tiếp tục tập thêm bài hát. Bài đó là bài gì? Helen cũng nhớ không? Bài đó là bài Hỏi Anh Hỏi Em. Hỏi Anh Hỏi Em. Nhưng mà khi mà Helen hát cái bài Hỏi Anh và Hỏi Em, Helen có feel comfortable, tức là cũng như là mình có một cái cảm giác, một cái cảm xúc về cái bài nhạc đó, có hiểu được cái bài nhạc đó không? Hiểu ít lắm. Nhưng Helen tập bài đó xong rồi thì có người nói cho Helen biết là cái nghĩa sao. Rồi khi mà Helen hiểu được cái bài đó thì mình hát như thế nào? Mình có cái cảm giác nó hay hơn hay không? Hồi xưa thì cảm giác là không phải tại vì bài hát, nhưng mà có cảm giác tại vì Helen rất yêu mến người Việt Nam. Cho Helen có cảm giác là... Như vậy cho anh Chris hỏi Helen chứ, Helen có một cái người bạn đầu, phải nói là một cái người yêu nào Việt Nam hay không? Hồi xưa thì có, nhưng bây giờ thì không có. Tại sao ngày xưa có mà bây giờ lại không có? Bây giờ Helen rất là sợ tình yêu. Cho nên bây giờ Helen chỉ muốn focus việc làm, muốn focus hát, đi hát, muốn focus con chó của Helen nhỏ xíu tên Bobby, đi giống là em bé của Helen. Cho anh hỏi thêm là khi mà Helen hát cái bài nhạc Việt Nam, mình tập như thế nào? Đối với Helen thì là tại vì cái ngôn ngữ nó khác nhau. Rồi Helen tập ra làm sao? Phải nghe hay là có người nào? Helen phải nghe cái bài nào Helen thích. Rồi Helen nghe cái bài nào Helen thích xong rồi á, Helen phải lựa bài, lựa bấm internet hoặc là tìm sát mà có lời hát. Xong rồi Helen đọc được. Như vậy là Helen đọc được tiếng Việt? Dạ đọc được, không có hiểu hết. Nhưng Helen đọc được. Rất là hay. Từ khi nào thì Helen bắt đầu đọc tiếng Việt, học tiếng Việt ở trong trường? Helen có cái sách của mấy con nít, Helen đem dạy tập. Như vậy là Helen tự học.
Wow, các bạn thấy không? Một người Spanish, một người Mexican nhưng mà sinh trưởng ở tại Hoa Kỳ nhưng mà tự học tiếng Việt, đó là một cái điều phải nói là rất là hay. Cho anh hỏi thêm một chút, khi mà ở trong gia đình đó thì Helen sống chung với lại ba mẹ đó thì nói tiếng tiếng Anh đúng không? Dạ, tiếng Anh. Và tiếng Spanish. Đúng. Tiếng Spanish là Helen không có dịp nói với ba mẹ, tại vì hồi nhỏ tới lớn thì ba mẹ không dám nói tiếng Spanish với mấy đứa con. À, chỉ nói tiếng Anh thôi. Nói tiếng Anh thôi á, nhưng ba mẹ biết nói tiếng Spanish. À, ok. Dạ, ba mẹ là muốn giấu cái gì á thì ba mẹ nói tiếng Spanish để mấy đứa con không nghe được. Không hiểu được. Dạ. À, đó cũng là một cái điều rất hay. Nếu mà mình không muốn cho con mình hiểu được những cái điều mà mình không muốn nói cho con cái thì mình nói một cái ngôn ngữ khác. Dạ. Cái điều đó không biết là có thật sự nó có hay đối với lại cái thời đại bây giờ không, nhưng mà riêng đối với là Helen thì Helen hiểu được tiếng Spanish đúng không? Thì Helen hiểu ít. Hiểu ít. Dạ. Như vậy xong rồi khi mà mình đi hát. Dạ. Tại vì Helen hát được tiếng Spanish rất là hay. Dạ. Vậy. Tiếng Spanish. Xong rồi. Tiếng Anh, tiếng Việt. Tiếng Anh, tiếng Việt. Dạ. Hát cả ba ngôn ngữ. Dạ. Thì khi mà mình tập một cái bài hát ở Việt Nam nó có take time không? Tức là nó phải mất thời giờ nhiều hay không? Actually tập bài mẹ là mất thời gian nhiều hơn. Ồ vậy hả? Dạ. À, tại sao vậy? Dạ không biết nữa, tại vì Helen rất là focus tiếng Việt. Tiếng Việt. Dạ, okay. Nhiều hơn. Right. Tiếng mẹ là focus ít lắm. Như vậy xong rồi mỗi lần mà Helen đi thí dụ như trình diễn ở những cái tiểu bang xa xong rồi như vậy xong rồi những cái khán thính giả Việt Nam, nhất là những anh Việt Nam thí dụ mà khen Helen hát hay hay là muốn hất hay là muốn chữ ký đâu đó, xong rồi những người đó người ta sẽ nói tiếng Việt với Helen hay là người ta sẽ nói tiếng Anh với Helen? Lúc đầu á, người ta mới gặp Helen thì người ta nói tiếng Anh nhưng Helen trả lời tiếng Việt. Rất là hay. Tại không có biết, người ta tưởng là Helen chỉ biết hát thôi, là không có biết là Helen nói được. Vâng, ok. Và một cái nữa là người ta tưởng nếu là mình lên sân khấu và giới thiệu Helen là người Tây Ban Nha, người Spanish, người ta cũng không có pay attention, cũng tưởng là Helen là con lai. Ồ vậy hả? Dạ. Nhưng mà người ta sẽ hỏi Helen lai gì? Dạ. Lai Spanish? They hỏi lai Spanish, lai Ấn Độ, lai Mỹ, lai Pháp. Lai Pháp, lai Mỹ, lai Ấn Độ, lai Spanish. Dạ. Wow, sao mà lai nhiều vậy? Dạ. Chắc chắn là phải có một cái nét. Thì khi mà Helen mới bước vào trong cái studio thì anh cũng nhìn thấy một cái đặc biệt đó là vừa nó có một cái nét Á Châu chút xíu, tức là người Ấn Độ. Chắc chắn nhìn vào đó là chắc chắn là người ta sẽ biết là mình là một cái người Mỹ. Và dĩ nhiên rồi, Helen sinh trưởng ở đây là chắc chắn là cái gốc là phải là người Mỹ, đúng không? Cho nên nó có một cái combination, tức là chung chung rất là hay. Nhưng mà cái đặc biệt là Helen nói được tiếng Việt rất là rành, rất là rõ. Cảm ơn. Và hát cũng rất là hay. Chắc chắn quý vị sẽ thưởng thức gọi là những nhạc phẩm mà Helen sẽ cống hiến cho tất cả quý vị. Ngoài cái thành phố Orange County này đó thì những khán thính giả ít có dịp nghe. Nhưng mà trong tương lai thì hy vọng rằng Helen sẽ có cái dịp để đi xa hơn và hát cho cộng đồng người Việt Nam. Bây giờ nói thêm về cái vấn đề mà cái thể nhạc của Helen hát tiếng Việt đó thì Helen thích cái loại nhạc nào? Helen thích cái loại nhạc trẻ. Nhạc trẻ, nhạc sống. Nhạc rồi. Techno. Techno. Vâng. Có một khi nào mà Helen hát cái bản nhạc nào mà buồn? Có. Helen hát cái bài Mãi Là Người Đến Sau. À. Rồi Helen mới tập cái bài Đêm Lao Sao. Đêm Lao Sao. Yeah. Nhưng mà Helen có hiểu Đêm Lao Sao là như thế nào không? Tại sao nó lao sao không? Hiểu ít thôi. Ok, chắc chắn là Helen cũng phải có một cái khái niệm về cái bài nhạc đó. Tuy nhiên khi mà mình trình bày đó, khi mà mình trình diễn, mình hát ở trên sân khấu đó, thì chắc chắn là với cái âm nhạc mình sẽ feel nhiều hơn, mình cảm giác nhiều hơn và mình hát một cách nhập tâm hơn, tức là mình nhiều cảm xúc, mình có cái feeling nó stronger hơn, đúng không? Thì có cái kỷ niệm nào mà trên sân khấu mà gọi là Helen hát một cái bài nhạc mà Việt Nam mà gọi là mình có thể là rơi lệ hay không? Chắc cái bài Mãi Là Người Đến Sau, Helen thích bài đó nhiều nhất. Mãi Là Người Đến Sau. Tại sao Helen lại chọn cái bài Mãi Là Người Đến Sau mà không phải Là Người Đến Đầu? Tại vì Helen
suy nghĩ là trong đời sống của Helen, Helen mãi là người đến sau. Really? Cái đây, điều đó là điều rất là buồn chứ. Dạ buồn. Phải không? Nó buồn. Có lúc buồn, có lúc vui. Anh thì nghĩ rằng với một cái phải nói là một cái sắc đẹp và cũng như là một cái giọng hát cũng như là một cái kiến thức mà Helen nói được nhiều ngôn ngữ như vậy, hát hay như vậy thì không thể nào là người đến sau được cả, mà phải là người đến đầu tiên chứ. Đúng không? Mà hy vọng rằng tất cả các bạn mà Việt Nam cũng như là những khán thính giả, những cái khách hâm mộ cái tiếng hát của Helen cũng như là phong cách trình diễn của Helen thì sẽ yêu Helen nhiều hơn. Trong bây giờ cũng như là trong tương lai. Dĩ nhiên rồi, Helen đã trình diễn nhiều thì sẽ có những cái người ái mộ nhiều, nhưng mà sẽ có nhiều hơn trong tương lai. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị hãy theo dõi và thưởng thức nhạc phẩm Mãi là người đến sau do nữ ca sĩ Helen Alina Lopez trình bày. Và chúng tôi sẽ trở lại trong một số thông tin thương mại do hệ thống truyền hình VBS bảo trợ. Xin chân thành cảm tạ. Mãi là người đến sau, giấc mơ phai tàn màu. Vì em vẫn mãi.
Welcome to Andy Quist Show.